anh nha. Đây, xuống chị lon này cả nhà. Thì làm bón là mỹ phẩm cho cái cô này cả nhà. Không, cứ xài cứ xong xài để cho em trước đi cho nó bay cái nám của bé hết đi. Bé là sơ sơ chứ không đúng đúng sơ cũng phải hết, cũng phải hết nám mới đẹp chứ phải chỉ mình xài trắng da lên còn nám để lại lên ngoài sao được, hiểu không? Chị phải cho nó hết nám đi. Dạ, 300. Phương ngại á, giá Phương ngại đó chị. Cái này chơi với con. Cái phiếu cô. Nã nhã lên kia mà đóng cửa chưa? Ở gần đây mà chị. Có xài đứng chừng em tuần 2 tuần cho nghe. À con bé mua cho con bé không mua. Đúng rồi, mua xài mà. Nếu mà hồi trước giờ có xài kem rồi, ngưng giùm em 1 đến 2 tuần. Mà mới xài được cái này. Đúng rồi. Chứ tập lên liền là nhiều lúc nó bị dị ứng nha, không quen á. Đừng có thoa dưới cổ nghe, thoa mặt thôi, thoa mỏng trước đi. Thoa mỏng thôi rồi quen kem rồi mình muốn thoa như mình thoa. Cô là mua cô trá là ở bên kia là kem dưỡng tráng do đây nè, cô đá này chứ mà nó cũng hay lắm sao tự giờ cô đi bóng chẩu mà. Dạ. Ủa cô ở đâu đó nha. Xài ban đêm thôi. Dạ ban đêm thôi, ban ngày không xài. Ban ngày sức dưỡng hoặc là chống nắng lên thôi. Rồi ra đường bịt khẩu trang đàng đầy đủ nha. Chứ mà không bịt là coi như bao công kiếm. Về nó là ngày là đừng có xài. Ban ngày không xài thì ban đêm đi ngủ. Trước khi đi ngủ sức lên. Dạ nó nói là ban đêm nó mới xài chứ ban ngày đừng có xài. Dạ đúng rồi. Rồi dạ ok. Rồi chị ở Quảng Ngãi hả? Ở nhà sáng sớm mà chị ông Đông bấn cho các chị mua chổi ở kia bên của chú chị để bón hộp kem nám coi nha. Để chia sẻ. Thì hôm bữa cô chú anh chị cũng đã biết em mua cho vợ em một kim nón sau là xài ra kim nón đó nè. Tư vấn rất là nhiệt tình luôn cô nha. Thì buổi sáng thì lúc nào cũng có làm có tour đợi sáng rồi. Chị bán chổi cả nhà, chị mua kem cho chị cho con cả nhà, cũng như người miền Trung người Quảng Ngãi nữa cả nhà. Chị đoàn là tư vấn rất là nhiệt tình luôn, rất là vui luôn. Thì sáng sớm lúc nào thì chị cũng hải sáng đó cả nhà, hải sáng đang hải sáng mì dạng sáng là không giả đến mua rồi thì chị cũng gắn lại để bán một hộp kem cho khách có 300 ngàn đó nha. Là giảm giá 300 luôn chú chị. Hồi lúc trước là 390 luôn cô chị. Bây giờ giảm luôn 300 đó nha. Cô chú anh chị nào muốn mua là liên hệ cho sóc chuyện luôn, không được thì liên hệ cho tên Ba Miền số điện thoại trên kênh của chú anh chị để em mua giùm cho. Thì cô chú anh chị cứ gọi điện thoại ra để địa chỉ gửi cho em đi rồi em sẽ mua giùm rồi. Địa chỉ rồi chị Hồng Loan sẽ chốt đơn cho nó dễ hơn. Chứ đôi khi nhiều lúc cô chú anh chị nhắn tin file đó mình không có thể mình đông quá nhiều quá mà cho nên không có bắt máy được. Cho nên cả nhà mình cũng hơi chậm. Nhưng cô chú anh chị mà nếu muốn cho nhanh thì gọn thì cô chú anh chị cứ gọi cho tin mình ha. Và để cái đi gửi xong đó rồi có một cái đi gửi địa chỉ cho em vô mua xong là cô chú anh chị bắn thẳng tiền tài khoản vào ngân hàng của chị Hồng Loan 1958-1569 ngân hàng Amaran nha cả nhà. Cô chú anh chị có an tâm. Em gửi cho em mua tại chỗ thì cũng hay bằng 2 ngày là nó sẽ 3 ngày hoặc là tới. Còn cô chú anh chị mình gõ trên file thì nó lâu lắm cả nhà. Cho nên là hàng ngàn cái đơn hàng như gọi là 1-2 đơn của chú anh chị cho nên nó hơi lâu một chút xíu.
Cả nhà mình muốn xài liền thiếu, ví dụ như mình đang xài mà nó hết á, không có hàng á, thì mình cứ liên hệ cho em mua giùm cho, không có sao hết cô chú chị. Cả nhà không tin, đây là cái số tài khoản này. Đó, cái tài khoản mua cái gì vậy? Đây là shop Hồng Loan này đó mọi người, em mời bên ngân hàng quân đội đó cả nhà, Võ Thị Hồng Loan 1958-59 đó cô chú anh chị. Đó, cả nhà có đã biết. Đó, nhiều cô chú anh chị xài lao nhiều thì cô chú anh chị hiểu được ha. Sáng sớm Hồng Loan like chia sẻ. Ủa không phải like, chưa like. Em có cầm điện thoại tưởng like chuẩn bị bật like. Thì chị Hồng Loan cũng biết lên cái Facebook của mình đó cả nhà, thì chuẩn bị ngày 25 để mà livestream á, chị Hồng Loan cũng dừng tất cả trên TikTok và Facebook của chú chị. Bây giờ mà chị Hồng Loan live lại, chị Hồng Loan sẽ thông báo cả nhà trong cái việc ngày, chắc có lẽ là tri ân của bác Nguyễn Phú Trọng đó cả nhà. Bác đã lớn tuổi rồi, bác cũng là một viên chức nhà nước cả nhà, bác già tuổi yếu, không may bác đã qua đời. Thì mình cũng người dân của Việt thì chúc bác được ngay chí suối cả nhà. Thì nói chung là ai người già cũng phải chết của chú anh chị ơi, cho nên là vì nước vì dân và hết lòng vì nước đến nơi bác an nghỉ cả nhà. Thì toàn dân mình sẽ hướng về bác để tâm tăng của bác cả nhà. Rồi lúc đầu thì bọn em thấy báo chưa chính xác, bọn em không có dám nói của chú anh chị. Sau này có báo đưa lên bọn em mới dám nói cả nhà. Bác không được 80 tuổi mà. Một người vị cán bộ noi gương, làm việc hết sức mình vì nước vì dân. Bác Công Hồ cũng có một cái tấm lòng nhân hậu, thì bằng người dân của chúng con thì cũng ghi âm trong lòng bác một người vị bí thư vĩ đại. Thôi cô sáng sớm em chạy ra để em cập nhật cho cả nhà mình, thì mình chị Hồng Loan cô chú anh chị xem video là nhớ ủng hộ cho team mình bằng một lượt like, một đăng ký cho kênh của team mình phát triển nhiều hơn. Mong cô chú anh chị đã đồng hành ủng hộ cho team mình nha. Cũng có sự yêu thương của chú anh chị, mình đã đăng ký ủng hộ gần 28k rồi cả nhà ơi. Mong một lần nữa thì em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã yêu mến team mình, xin video ủng hộ. Những có thông tin thì mở em sẽ cập nhật cho các nhà mình xem ha.